Sau một hồi y máy thì mình cũng đã làm xong này. Đấy nha, các bạn nhìn này. Đấy, tươi cá của mình này. Rất là đẹp nhé. Xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với clip tiếp theo của mình. Ngày mới thì chúc tất cả mọi người vui vẻ. Đấy các bạn ơi, thì hôm nay là cũng là một ngày không đẹp trời. Thì hôm nay trời ngoài trời đang mưa các bạn. Thì hôm nay mình sẽ khâu cái con diều 6mm nhá. Đấy các bạn nhìn này. Đấy, thì hôm trước mình không khâu được ý. Bây giờ hôm nay mình sẽ khâu lốt và mình hoàn thiện cái con diều sáo này để mình tặng cho thằng em của mình nhá. Bây giờ thì mình sẽ đi buộc cái đuôi này vào đây, rồi mình sẽ uốn cho nó thành cái đuôi cá nhé. Đấy các bạn, thì cái đuôi này rất là đẹp, mình thích lắm các bạn. Hôm nay mình mới làm, mọi hôm thì mình làm cái đuôi gọi là cái đuôi hai đuôi tròn tròn bên này này. Đấy, nhìn cũng rất là đẹp, nhưng mà hôm nay mình thử làm cái đuôi này xem nó có đẹp hơn cái đuôi kia không nhá. Đấy, bây giờ các bạn cùng đi làm với mình nhá. Đấy, mình sẽ cắt một đoạn để mình buộc nhé. Nhớ là các bạn phải lấy dấu chuẩn nhá, diều là phải cần rất chuẩn. Đấy các bạn buộc giống mình nhá. Nhớ là các bạn buộc chuẩn nó nhá. Diều là phải chuẩn mới bay được các bạn. Đấy các bạn ơi. Đấy. Thì mình sẽ uốn như này nhá các bạn nhá. Đấy, như này. Ôi, mình buộc cái này. Đấy, mình xoay cái này nó mới uốn được. Đây, mình sẽ buộc uốn như này nhá. Để tạo thành cái đuôi cá nhé. Thì sau một hồi y máy thì mình cũng đã làm xong này. Đấy nhá, các bạn nhìn này. Đấy, đuôi cá của mình này. Rất là đẹp nhá. Mình buộc thêm rất nhiều dây vào đây ấy. Xong tí mình sẽ giỏ keo vào những cái chỗ mình buộc này để cho nó giữ chắc nhá. Thì có những cái đoạn này ấy, nó hơi bị dài nên mình cắt bớt đi các bạn ạ. Thì bây giờ mình sẽ đến công đoạn tiếp theo là khâu giấy bóng vào cái diều này nhá. Đấy, rồi đến cái đuôi này nhá. Đấy, các bạn khâu của mình nhá. Đây, các bạn này. Mình dùng là giấy bóng ni lông này. Đấy. Mình sẽ khâu như này nhá. Đấy. Đục bớt này. Đấy. Các bạn sẽ khâu như này nhá. Làm sao các bạn vuốt êm vào nhá. Thì khi giấy bóng nó căng ý, căng phải căng đều hai bên thì diều mới có thể bay được nhá. Nếu mà các bạn một bên trùng một bên căng ấy thì nó sẽ bị lệch, nó sẽ bị đảo đấy. Đấy nha, bây giờ mình sẽ khâu này. Đấy, chỉ nha. Thì bạn nào có keo ấy thì các bạn dùng keo nhá. Mình đây không có keo, mình dùng chỉ nhá. Khâu cho nó chắc, bởi vì keo kia nó hay bị bùng. Mình sẽ lấy một đoạn trước thôi. Đây nha. Đấy các bạn kiểu như khâu quần áo ấy. Đây cũng thắt nút vào. Mình sẽ khâu từ đây nhá. Thì bạn nào khâu thích khâu từ đâu cũng được, khâu từ đây, đây, khâu đâu cũng được nhá. Mình cứ lấy giữa trung tâm khâu cho nó dễ các bạn. Đấy các bạn luồn vào dây này để cho nó giữ nhá. Mình sẽ quay ngược đầu lại bởi vì mình tay chiêu các bạn. Nên khâu nó hơi bị khó. Các bạn nào tay thuận thì các bạn khâu thì đơn giản không? Đấy, từng mũi kim một thôi. Người ta bảo không đi đâu mà vội vào vàng cả. Gốc phải đá mà quả phải rơi. Cứ từng mũi kim luôn một các bạn.
Đấy các bạn ơi, thì sau một hồi vận lộn thì cuối cùng mình đã khâu xong thành công này. Đây các bạn nhìn này. Đấy. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Rất là đẹp nhá. Thì bây giờ mình sẽ lấy con dao tem này, mình sẽ dọc cái những mặt bóng thừa đi nhá. Để cho nó đẹp nhá. Đấy. Đây mình sẽ dọc nhá. Nhớ các bạn dọc để cái phần thừa ra nhiều tí nhá, không thì nó sẽ bị co kéo, sẽ bị rách đấy. Đấy, thằng em mình đã sắp được có cái chiều mới để thả rồi. Dọc bằng cái con dao tem này các bạn phải cẩn thận nhá, nếu không cứ làm một đằng này nó đi một lẻo đấy, hết kế hoạch đấy. Mình dọc này mình ru lắm. Cứ dọc bình thường thôi, cứ từ từ thôi, không như đâu mà vội được. Xong nhé, mình sẽ dạch những chỗ này. Cái chỗ này thì mình dùng con kéo này các bạn, nhăn nó hỏng hết. Mình sẽ đẩy nó út này. Cái đoạn này nó ở đây nó mình buộc nhiều dây quá, nên cái chỗ nó khoảng cách nó bé ấy, nên nó hơi khó rồi. Cứ từ từ cắt cái bóng này nó khó. À đây. Đấy các bạn ơi. Đấy cuối cùng thì con diều mini của mình cũng đã hoàn thành nhá. Đấy, con diều 6 mini này. Đấy các bạn nhìn này. Đuôi này rất là đẹp nhá. Đấy. Thấy chưa? Các bạn nhìn đẹp chưa? Đấy. Từ bây giờ em mình có con diều sáo này để thả rồi các bạn. Không để các em ngoài kia khinh thường em của mình được. Đấy. Các bạn nhìn này. Đấy. Bài rất là phê luôn. Đấy các bạn ạ. Thì cuối cùng thì mình cũng đã hoàn thành xong chiếc diều sáo của mình nhá. Đấy, để hôm nào trời đẹp đẹp trời ấy, thì mình sẽ rủ thằng em của mình đi thả diều ấy, rồi mình sẽ tặng cho nó luôn cái diều này nhá. Thì bây giờ mình sẽ buộc cái dây này. Đấy. Bây giờ ấy, thì mình sẽ buộc cái dây vào đây để nối với cái dây diều nhá, để thả nhá. Thì các bạn ạ, đây. Cuộn dây của mình này. Đấy. Cái thằng heo của mình nó mượn xong này. Đấy, cho nó mượn xong nó quấn thế này đây các bạn ạ. Đấy. Đấy, bảo lần sau lại cho mượn tiếp này. Thả diều xong mà dây quấn nó xa nó sụn này. Không thể được. Giờ mình sẽ buộc nhá. Nhớ là cái dây này các bạn phải buộc chuẩn đấy, nếu không chuẩn thì nó không bay được. Để căn từng tí một nhá. Đấy, mình sẽ cất tạm con dao tem nhá, không thì nó cắt vào tay. Để đây. Đấy nhá, mình lại phải lấy cái dây cây này. Mình sẽ đo nhá. Đoạn từ đây đến đây là bao nhiêu rồi mình sẽ bẻ đi. Mà để xiên được cái này thì mình cũng phải như cái này to quá. Để xiên được cái này thì mình phải tước một cái cây này ra.
Thế nha, các bạn sẽ xỏ dây vào đây. Các bạn vẫn nhậm đầu này đi. Anh em chơi diều chắc cũng biết đấy thôi. Đây. Đấy, luồn dây qua nhé. Rồi các bạn buộc vào. Chết, mình không đo. Ôi, dài hơn. Đấy. Mình sẽ đo bên này nhá. Đo hai bên bằng nhau nó mới lên được các bạn. Thì mình đã hoàn thành xong cái diều này. Đây nhá, mình đã buộc dây này. Bây giờ chỉ chờ ngày giờ đẹp để đi thả thôi các bạn ạ. Hôm nay là mưa quá, mình không thả được. Đây các bạn nhìn này, được rồi. Đấy, sâu lại một lần nữa cho các bạn xem này. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, thì ok, chắc video clip của mình dừng ở đây thôi các bạn ạ. Thì diều mình cũng đã xong rồi. Thì thằng em mình nó cũng có diều mới rồi. Thì cảm ơn các bạn đã xem video này nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.